Đây là gia đình chị Y Mái trong lúc chờ xe trung chuyển đi qua hầm Hải Vân, thành phố Đà Nẵng để tiếp tục chặng đường về quê. Chị cho biết dịch bệnh khiến chị mất việc cạo mũ cao su tại tỉnh Đắk Nông, không đủ kinh tế để sinh sống. 17 thành viên trong gia đình chị Mái chọn cách lái xe xuyên đêm để về quê nhà Nghệ An để tránh dịch. Đáng chú ý, đoàn xe của chị Mái có 5 trẻ em, trong đó có trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi. Mình đi xe khách ấy, mình đi xe dừng nàng ấy. Thì năm nay không có xe dừng nàng rồi thì phải về bằng xe máy. Dự ở nhà cũng không biết kiếm gì, không biết kiếm ra tiền ở đâu. Mình là người dân tộc này cổ thế. Mình tưởng là không có bệnh thì mình đi làm, nhưng mà dự thì không có việc làm rồi thì phải về. Thì mang cả tiền nhỏ và cả xe máy về. Có gì là mình cũng ở mình thì về quê. Mình không muốn làm rồi. Nó chưa có đông, nó còn nghỉ. Họ nói là vừa có dịch đi thì không mua mù nữa. Thì mình về quê. Trong những ngày qua, đoàn người chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch rất lớn. Phần lớn họ đều là những công nhân bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc di chuyển xuyên đêm bằng xe máy tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông, đặc biệt là nhiều chuyến xe còn chở thêm trẻ nhỏ. Để đảm bảo an toàn, lực lượng công an Đà Nẵng đã kiến nghị với ban quản lý hầm Hải Vân đề xuất cho bà con trung chuyển hầm, đồng thời hỗ trợ nước uống, lương thực để tiếp sức cho người dân. Nói chung trong cái thời gian gần đây thì đến thời điểm hiện tại thì khoảng là 10 đoàn rồi. Hàng một ngày thường là có 2 đoàn. Buổi chiều như các anh chị thấy là khoảng từ tầm chiều đến 19 giờ hàng ngày là có 1 đoàn. Thì khi mà có đoàn xe của các đồng nghiệp ở Quảng Nam hoặc công tâm dẫn xuống thì ở đây BC08 của Đà Nẵng đã liên hệ thu thập thông tin và có cái lên cái phương án đón dẫn người dân tại cái địa phận giáp ranh và về cái trạm dừng Hải Vân cho sao cho một cách an toàn nhất và thuận lợi nhất. Những cái xe mà hư hỏng thì chúng tôi đã có những phương án là đưa xe chuyên dụng để chở và có kêu gọi được một số bạn tình nguyện viên để mà sửa chữa miễn phí cho người dân để tiếp tục cuộc hành trình về quê. Phần lớn người dân trong đoàn xe về quê đều đi từ vùng dịch có nguy cơ cao. Điều đó đòi hỏi lực lượng chức năng cần có phương án tuyên truyền, đón dẫn người dân sao cho an toàn và thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, nếu những người di chuyển về quê lơ là chủ quan thì việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh sẽ khó có hiệu quả. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@phapluottv.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.